Các bác nhá, hiện tại thì em lại có mặt tại vườn lan nhà em và hôm nay thì em sẽ chia sẻ các bác những cái chậu lan trưng Tết các bác nhé. Và các bác anh chị các cô mình đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho em theo số là 0977 842 981 các bác nhé. Đó, trước màn hình của em đó là một cái chậu lan Tây Châu các bác ạ. Mặc dù là do quá trình em này nó bị cháy xém các bác nhé, nhưng mà toàn bộ là cây có nụ các bác ạ, toàn bộ là cây có nụ nhé. Chốt cho em chậu một này, chậu một của em nhé. Đó, của em thì có màu đỏ và màu hồng với lại màu cam các bác nhé. Đỏ hồng cam, cái chậu này có 3 màu nhưng mà toàn bộ là cây đã có nụ các bác nhìn này, nụ này. Đấy. Cây này thì do quá trình là nó bị gãy mất ngọn các bác nhé. Thực ra có những cây gãy ngọn thì nó để con rất là nhanh các bác ạ. Đấy, đối với chậu cây này là nó bị lỗi cháy các bác này, chạy cháy này. Đó. Em tính cắt nó đi mà bà thôi cứ để nó nuôi dưỡng chất cho cây thì cũng không có cắt các bác nhé. Cây này là ruồi vàng nó châm ấy nên là các bác về cắt bỏ cái lá này đi cho em nhé. Còn lá này mình cứ giữ nguyên này. Đấy, nụ rất là to các bác nhé, nụ rất là to. Chỗ này của em có 3 màu các nhá, 3 màu. Thực ra nó lỗi và cái cây bên này thì đẹp, đẹp không tì vết các bác. Cây này thì rất là đẹp, đẹp không lỗi các bác nhá. Đẹp không lỗi và bác nào sưu tầm được cái chậu này thì em xin chia sẻ nhé. Chậu 1 này em chia sẻ với giá bằng 250k các bác nhá. Cây rất là to luôn. Thực tế cái cây như này các bác mua tầm 380 450 rồi. Đó, em chia sẻ cái cây lỗi này bằng 250 các bác nhá. Các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em ạ. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái chậu màu cam lửa nữa này. Đối với cây cam lửa thì cũng đang có nụ các bác nhé. Đó, bác nào sưu tầm được cái chậu này thì em chia sẻ với giá bằng 280k các nhé, 280 cho cái cây cam lửa nhé, châu 2 các bác nhé. Rồi tiếp đến thì cái mã của em là mã châu 3 các bác. Châu 3 thì có rất là nhiều con và bản thì các bác nhìn này, châu châu thái màu các bác, nó cũng có 3 màu hoa và chậu này của em thì được 5 cây các bác nhé. Chậu này được 5 cây và bác nào sưu tầm được cái chậu này em chia sẻ bằng 350k các bác nhé, 350. Cây cũng đang có nụ các bác nhé, cây đang có nụ này. Đối với cây này một cây này, lỗi này gãy ngọn, nó để con các bác, để con rất là nhanh. Cây này đứt một tí lá đầu nhé, đứt một tí lá đầu. Cây bên kia gãy ngọn nhé, cây bên đây gãy ngọn này. Đấy, cây này gãy ngọn nhé, nó rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Ở cây này thì không lỗi các bác nhé, hai cây không lỗi phải nói rất là đẹp. Ở cái chậu châu ba này em để các bác với giá bằng 350 các bác nhé, 350 cho cái mã châu ba. Nói chị các cô mình sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Tiếp theo thì em xin giới thiệu thêm các bác đó là một cái chậu hồng nhạn các bác này, chậu hồng nhạn này. Hồng nhạn thì em chia sẻ cái chậu to khủng này với giá bằng 750k các bác nhé. Trong một cái chậu hồng nhạn nó rất là to các bác nhé, rất là sum. Với dòng hồng nhạn thì nó rất là đẹp các bác ạ. Đó, bác nào sưu tầm cái chậu hồng nhạn này thì chốt cho em là 750 các bác nhé. Đó. Đối với đai châu thì hôm nay em cũng quên chia sẻ các bác là châu có 3 màu đẹp các bác này. Đó là màu đỏ này. Màu đỏ các em lấy rất là nhiều, em có cả những cái cây to các bác nhé. Màu hồng này. Đây có màu hồng các bác, chờ em một chút này. Có màu hồng này. Đấy, châu màu hồng này rất là đẹp luôn các bác ơi, châu màu hồng nhé. Nhưng mà những cái tông này cách nhà em lấy rất là nhiều này. Màu hồng này. Đấy, đây nó hồng này. Hồng hồng phấn này, hồng phấn đẹp này. Đấy. Các bác sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. Còn đây nó có màu đốm này, đốm của cái châu 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 Thái rừng ấy các bác, đốm của châu Thái rừng nó rất là đẹp nhé. Đấy nên là anh chị các cô mình mà sưu tầm thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu thêm các bác đó là một cái chậu quế trắng tháng 8 của Hòa Bình các nhé. Đây. Một chậu quế trắng tháng 8 của Hòa Bình này, phải nói thân rất là đẹp các bác nhé, thân rất là đẹp và mập. Đấy, bác nào mà sưu tầm được cái chậu quế Hòa Bình này em chia sẻ bằng 680.000 nhá. 680. Các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác đó là một cái chậu cáo trắng, phải nói là cây đẹp lắm các bác ạ, đẹp lắm. Thứ là cái cây này chất lâu năm thì nó có hơi độ cháy và xước lá có nhưng không thể tránh khỏi, tại vì cái hàng này nó không phải là như hàng công nghiệp nó tuyệt đối được. Nên là bác nào sưu tầm được cái chậu cáo trắng một chốt xem là C1 này. Cáo trắng một em để các bác với giá bằng 580.000 các bác nhé, 580 cho cái mã C1 này. Rồi cái C2 của em thì vẫn là chậu cáo trắng các bác nhé. C2 của em vẫn là một chậu cáo trắng đẹp. Đấy. 5 ngọn các bác nhé, 5 ngọn rất là đẹp, cáo trắng C2. Có bác nào sưu tầm được cái mã C2 em chia sẻ bằng 680 các bác nhé, 680 cho một con số lộc đẹp. 680 các bác cáo trắng nhé. Cáo trắng thì nó rất là đẹp luôn các bác ơi. Bác nào sưu tầm thì các bác chốt cho em nhé, 680.000 nhé. Nên chị các cô mình mà sưu tầm thì các bác cứ lên đơn gọi điện trực tiếp cho em ạ. Cáo trắng vòi hoa nó rất là dài luôn các bác nhìn này. Vòi hoa rất là dài luôn. Nên chị các cô mình mà sưu tầm mới gọi điện trực tiếp cho em nhé. Tiếp theo giới thiệu các bác đó một chậu cáo tím. Cáo tím thì có mã là C3 các bác nhé. Cáo tím mã là C3 nó chậu rất là sum. Cáo tím này thì hoa nó cũng rất là đẹp các bác ạ. Cáo tím Bắc Cạn đấy. Rất là đẹp luôn. Và bác nào sưu tầm được cáo tím thì các bác chốt cho em cáo tím này, đẹp chưa? Cáo tím thì em chia sẻ các bác cái chậu này bằng 299 các bác nhé. 299 các bác sưu tầm thì các bác cứ lên đơn thôi. Tiếp theo thì em lại giới thiệu các bác thêm một cái chậu cáo đỏ. Cáo đỏ Bắc Cạn các bác, cáo đỏ thì bông cũng rất là to và đẹp. Các không cần giới thiệu nhiều, tại mọi like em đang giới thiệu cáo đỏ thì bông chưa to cho chậu cáo đỏ, em chia sẻ các bác bằng 320 các nhé. 320 có mã C4. C4 cáo đỏ các nhé.
Tiếp theo thì em lại giới thiệu các bác một cái chậu Mitsu 4N. Các bác, đây là cái dòng nhãn Mitsu 4N này. Cây các bác phải nói cực đẹp. Đấy, Mitsu 4N các bác chốt N1 nhá. N1 em để các bác bằng 350 nhá. N1, N2 này, nói chung là cây phải nói đẹp VIP luôn các bác. N2 cũng bằng 350.000 các bác nhá. Toàn bộ là hàng Mitsu rụt các bác nhá. Nên chị các cô mình sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác ạ. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu thêm các bác, đó là một cái chậu cửu bảo tiên các bác. Đây là dòng cửu bảo tiên lai hoàng nhạn này, cái bản lá của nó là lá xếp rất là đẹp, cửu bảo tiên lai nhạn các bác nhé. Và bác nào sưu tầm được cái chậu này em chia sẻ bằng 350 các bác, 350. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác thêm một cái cặp phi điệp tím yên tử các bác. Đấy, phi điệp tím yên tử có một cặp của nó rất là đẹp. Hôm nay còn cái mã này nó ít thì em sale nốt mọi người bằng 180.000 một cặp các bác nhé. 180 cho cái cặp tím yên tử, nên các bác anh chị cô mình mà sưu tầm các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đấy. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái chậu trâu màu đỏ, phải nói rất khủng các bác, nhìn này, bản lá nở rất là to và siêu đẹp từ gốc đến ngọn. Cây này của em thì đang rất là nhiều nụ các bác nhé. Cái cây này thì có cái tông màu đỏ các bác, cái tông màu đỏ này khách nhà em lấy rất là nhiều đối với cái trâu màu đỏ như thế này. Và anh chị cô mình mà sưu tầm được cái chậu trâu đỏ này các bác này, hai cây mẹ và bồng một cây con nhé, đang có nụ cây con đã 4 cặp lá rưỡi các bác ạ. Đó, nói chung là cái màu đỏ sắc này nó rất là đẹp luôn các bác. Các bác nào sưu tầm cái màu đỏ này thì các bác chốt cho em cái cặp VIP này, em để các bác với giá là 1 triệu các bác nhé. 1 triệu này, châu đỏ này. Châu đỏ các bác chốt cho em là cái mã này là châu 6 nhé, châu 6 này. Đấy, tiếp theo cái châu 7 của em nó một cái chậu châu hồng rất là đẹp, nó nụ này. Nói chung là siêu nụ luôn các bác, cái dòng này nó siêu nụ nhá. Đấy, mã này chốt cho em là châu 7, châu 7 các bác ạ. Đấy. Cây nào cũng nụ nhá cả nhà mình, mà nó phải nói là bản lá thì rất là to luôn. Cái mã này là châu hồng các bác nhé, châu hồng này. Đó, châu hồng nụ này, bác nào sưu tầm được cái châu hồng nụ này thì em xin chia sẻ với giá bằng hồng nụ nhé. Hồng nụ này rất là đẹp các bác này, sai hoa. Nói chung là nó là màu hồng, hồng đốm ấy, hồng đốm đẹp nhé. Đấy, bác nào sưu tầm cái châu hồng này thì em chia sẻ các bác bằng 860.000 nhé các bác nhé, 860 nhé, 860. Và tiếp em lên một cái cây hồng đơn thân thì các bác, hồng đơn thân này. Đấy, bác nào lấy hồng đơn thân chốt cho em là châu 9. Châu 9 một cây hồng đơn thân nhé, em chia sẻ các bác một cây đơn thân khủng. Cái này lý ra phải tầm 1 triệu 2, anh chia sẻ các bác cũng 860.000 nhé. 860 cho châu hồng này nhé. Để các bác chị các cô mình sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Rồi tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cái lũa nhạn tháng 8 các bác nhé. Đây chuẩn nhạn tháng 8 Gia Lai các bác nhìn này, cây này. Cây này thực ra nó bị cháy các bác, nó bị cháy nắng. Đấy. Mẹ bồng hai con vẫn bị cháy nắng ấy, không ảnh hưởng đến chất cây đâu. Để các bác ôm cái cây này vào lũa này cho em này. Ôm cây vào lũa cho em để nó cho nó phân nhánh để ngọn nhé. Đây hoa nó ra thì nó tàn rồi các bác. Đây. Cây này thì mẹ bồng con thì nó rất đẹp đấy các bác nhìn này, vòi hoa vẫn còn xanh này. Đấy, vòi hoa vẫn còn xanh tươi luôn nhé. Đấy, cây nó nở trước thì nó khô hơn một tí, cây nở sau nó vẫn còn tươi các bác nhìn, cây phải nói siêu đẹp các bác này. Đấy, mẹ bồng hai con trên thân nhá. Đối với lũa tháng 8 Gia Lai chuẩn xịn sò như thế này VIP các bác, chốt nhận Gia Lai VIP em để các bác lũa này 1.800.000 các bác nhé, 1.800.000 rất là đẹp luôn các bác. Đấy, thực tế bên ngoài đẹp hơn trên live. Đấy, chia sẻ với các bác bằng 1.800.000 các bác nhé. Tiếp theo giới thiệu mọi người một giò lan đuôi chồn, chồn lai châu khủng, bác nào sưu tầm được anh chia sẻ 1 triệu các bác nhé, 1 triệu cho giò chồn lai châu. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác thêm nó một cái chậu tam bảo sắc hoa trắng các bác. Đây là cái dòng hoa trắng nhá. Trắng tinh như quế các bác, trắng tinh như quế luôn này. Các bác nhìn ngọn này phải nói rất là đẹp. 1 2 3 4 5 6 7 ngọn. Chia sẻ cái giò tam bảo sắc hoa trắng này, bình thường một giò tam bảo sắc hoa trắng như thế này các bác mua nó sẽ không dưới tầm giá 1 triệu 2 triệu rưỡi. Rồi cái giò này em để các bác là 860 các bác nhá, 860. Tam bảo sắc trắng các bác nhá, tam bảo sắc trắng. Các bác chị cô mình sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhá. À, tiếp theo em giới thiệu các bác một cái chậu nhạn tháng 8 các bác. Chậu này thì thực ra em bán chia sẻ các bác bằng cái chậu cây giống rồi các bác nhé. À, cây to cây nhỏ, đây cây to này cũng ra hoa rồi. Bình thường cây như thế, chậu như thế này các bác mua tầm 1.2 triệu đến 1 triệu đến 1.2 triệu đấy. Nói chung cây giống thì cây giống nhé. Đây các bác, những cây này có hoa hết rồi. Đó là sưu tầm chậu này em chia sẻ các bác bằng 750.000 các bác nhé. Nó gọi là sale, giá sale các bác. Đây tiếp đến của em là chậu cáo đỏ, nó rất đẹp các bác nhé. Cáo đỏ, đây cáo đỏ Bắc Cạn. Các ngày sưu tầm cáo đỏ Bắc Cạn, bác chốt cho em chậu này. Đấy, cây có những cây mẹ bồng con rất là đẹp. Cáo đỏ Bắc Cạn cho chậu siêu VIP em để 450.000 có nhé, 400.000 đi, 400.000 cho chậu cáo đỏ này. Bác nào sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đây ngoài ra em bên có những cái chậu vua mèo các bác này, vua mèo đang nụ các bác này, rất là đẹp nhé. Đây một này, những cây mầm tơ các bác nhìn thấy nó trồi đây, hàng thuần vườn các bác thấy chưa, đang trồi những cái lộc rất là đẹp. Đây có nụ các bác nhé. Đối với chậu vua mèo này thì em để các bác với giá bằng 380 các bác nhé, 380 cho chậu vua mèo này. Đấy, bác nào sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đấy, ngoài ra thì em có những cái chậu vua cương sơn các bác này. Đây, vua cương sơn, những chậu đẹp cũng đang đi mèo này. Chậu này em để 350 các bác nhé, chậu vua cương sơn. Đây, lên các bác giới thiệu các bác chậu cát tím này. Cát tím này cũng đang có nụ các bác, nụ này nhá, nụ này. Đấy, nụ to lắm rồi, cát tím này.
cát tím đối với chậu nụ to này nó là sưu tầm mình chia sẻ bằng 320k. Nó 320 các bác nhá, cát thì bên em nhiều màu lắm. Nhưng còn nó rất là đa dạng nha các bác sưu tầm. Các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Em giới thiệu nhanh các bác, đây một cái chậu này. Chậu bạch nhạn hoa trắng các bác. Mà nói chung là bạch nhạn thì hoa nó rất đẹp và form cây của nó thì các bác cũng biết rồi, bạch nhạn thì vòm hoa nó rất là to và sai. Nên các bác sưu tầm bạch nhạn thì các bác chốt cho em cái giỏ bạch nhạn này nhá. Bạch nhạn này em chia sẻ các bác bằng 700k các bác nhé, 700k cho cái chậu bạch nhạn này. Nó là sưu tầm bạch nhạn hoa trắng ấy, chốt cho em nhé, 700k. Hoa trắng ấy nói rất là đẹp các bác. Đấy, mỗi like khách em có những bác lấy 2-3 lũa luôn ấy. Đây bạch nhạn hoa trắng nhé. Các bác chị các cô mình mà sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác một lũa lan đây châu rừng. Nó to lắm các bác, đây là châu rừng nhé. Đấy, trên sân này nó hơi tối. Đấy, châu rừng nhé, châu rừng bản đôn này nó rất là to cho cái lũa này. Đấy, chị các cô mình mà sưu tầm được lũa châu rừng siêu VIP này em để các bác bằng 1.300.000. 7 con châu có nhạc nắng đấy, nó hơi lóa. Đó, bác nào sưu tầm được châu rừng thì chốt cho em lũa này 1.300.000 các bác nhé, 1.300.000. Rồi tiếp đến em lại thêm giới thiệu thêm các bác một cái chậu lan đây châu Thái các bác này, châu Thái 3 màu này. Đấy. Còn đúng một chậu này là nhỏ hơn cả các bác nhé, nhỏ hơn cả nhưng phải nói cây thì rất là đẹp, không lỗi lầm gì luôn. Chậu này bác nào sưu tầm được em chia sẻ 150 nhé. 150. 150 nhá, cho cái mã châu 150, bác chốt cho em là châu 150 cho nó dễ. Không, tại vì cái mã này có mỗi mã này là nhỏ nhất thôi, 150k. Đấy, ngoài ra bên em có trí huế vị vàng các bác sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác ạ. Em sẽ chia sẻ nhanh nhé. Ngoài ra có chậu xanh Quảng Trị. Xanh Quảng Trị chia sẻ bằng 200k một chậu nhé. Đây các bác ơi, một cái giò tam bảo lai hoàng tam bảo các bác nhé. Đây nó là dòng tam bảo lai hoàng tam bảo hay còn gọi là lai cái bát bảo tiên ấy. Nói chung là hoa nó thì rất là to các bác nhé, cho một cái rề này bản lá phải nói là siêu to vật vã luôn các bác. Để mà nói ngọn quế còn chất còn không có đạt bằng cái tam bảo lai cái bát bảo tiên này đấy. Hay còn gọi là lai hoàng hoặc tam bảo tây bắc ấy các bác nhé. Chúng là cái dòng này thì hoa nó rất là to và đẹp. Bây giờ các bác mà sưu tầm những cái siêu phẩm này các bác chốt cho em với giá bằng 1.350.000 nhé, 1.350.000. Đây, nó là dòng tam bảo lai hoàng hoặc tam bảo hay còn gọi là lai cái bát bảo tiên, hoa rất là đẹp. Hoa còn đẹp hơn hoàng nhạn đấy, phải nói rất là thơm. Em chia sẻ 1.350.000 các bác nhé. Đó, bác nào sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em ạ. Đó, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác thêm đó một cái chậu nữ hoàng 28 để nói là đẹp xuất sắc các bác, một chậu nữ hoàng 28 nhé. Siêu VIP này bác nào sưu tầm được chậu này em chia sẻ bằng 450k các bác nhé. Thôi chốt 400k đi các bác. 400k nữ hoàng 28 nhé. Bên ngoài ra em có chậu trầm tím các bác này, đấy. Bác nào mà sưu tầm được trầm tím thì các bác chốt cho em chậu này với giá bằng 250 các bác nhé. Tím rừng Điện Biên này nó rất là đẹp các bác, tím rừng Điện Biên này rất đẹp luôn. Em chia sẻ với giá bằng 250 các bác nhé. Tiếp theo thì lên giới thiệu các bác đó là một cái lũa lan mặt trời Bangkok lai hoàng nhạn các bác, mặt trời Bangkok lai hoàng nhạn và hàng chuẩn hoa Tết này. Chuẩn hoa Tết có nhá, còn một chậu duy nhất còn 5 cây. Và bác nào sưu tầm được chậu này em chia sẻ bằng 1.100.000 có nhá. Mặt trời Bangkok lai hoàng nhạn hoa thơm và đẹp. Nó rất là đẹp luôn các bác. Đó, em gái chia sẻ bằng 1.100.000. Đó, ngoài ra thì bên em có những cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ rồi là những cái chậu bạch tuyết to ấy, lại treo ở trên tất trên dàn cao ấy. Đấy. Đây, có Phú Thọ này, Cửu Long Cao Phong này, có những chậu bạch tuyết to tất trên dàn này. Đó, bác nào sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Thì tiếp theo em giới thiệu các bác thêm một cái lũa sóc các bác ạ, một cái lũa sóc này. Em xem cái lũa sóc nó treo ở chỗ nào, tại vì sóc cao quá. Nó trên cao ở đây. Em giới thiệu các bác một cái lũa sóc đỏ mà mọi like khách cứ lấy 2-3 trụ này các bác. Đây một cái lũa sóc đỏ các bác nhé, sóc đỏ này. Ôi giời ơi, bác nhìn cái lũa sóc mà phải nói là quá đẹp luôn các bác, sóc này. Đây là cây thuần lâu năm các bác nhá. Đây mới là chỉ xây được một vế, vế bên này cây của nó rất là đẹp luôn. Đó, một cái lũa sóc đỏ như hình này đã được ghép 4 năm tuổi các bác ạ, 4 năm tuổi phải nói là rất là to và đẹp các bác nhé. Sóc đỏ thì hoa nó sai và nó rất là đẹp luôn các bác ơi. Bác nào sưu tầm sóc đỏ này thì chốt cho em nha. Cái sóc đỏ cực đẹp các bác này. Một cái lũa sóc đỏ siêu to này em để các bác là 680.000 các bác nhá. Đây 680. Đây các bác ơi. Cây phải nói là siêu đẹp các bác nhé. Đây. Đó, bác nào sưu tầm được cái lũa sóc đỏ này em chia sẻ bằng 680k nhé, sóc đỏ. Đấy, phải nói siêu to và đẹp các bác nhé, sóc đỏ. Bác chốt cho em sóc đỏ 680. Đây sóc đỏ 2 này. Đây cái lũa này lũa sóc đỏ số 2 nhé, sóc đỏ số 2 thì lũa này nó cây nó ít hơn một tí. Sóc đỏ 2 em để các bác bằng 400k nhé. 400k cho cái sóc đỏ số 2. Đó, các bác anh chị các cô mình mà sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé, gọi điện trực tiếp cho em. Tại vì em sẽ sell và chia sẻ các bác cũng rất là dễ. Đây lại giới thiệu các bác thêm một cái chậu cửu bảo tiên này, cửu bảo tiên lai hoàng nhạn các bác nhé. Cửu bảo tiên lai hoàng nhạn chậu này để 350 các bác ạ. Hồi nó vừa mới hết hoa xong. Anh chị các cô mình mà ai sưu tầm gì các bác cứ gọi điện và Zalo trực tiếp cho em gái sẽ Zalo cho các bác nhé. Tại vì thứ trên dàn nó còn rất là nhiều, em cũng chưa hạ xuống được và có một mình thì cũng không đỡ được.
Nên là các bác mà muốn sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em. Ngoài ra giới thiệu các bác thêm một cái giò tam bảo sắc hoa trắng tím của Điện Biên các bác này. Đây là dòng trắng tím của Điện Biên này. Nói chung toàn bộ là những cái giò lá xếp đẹp. Anh chị các cô mình mà sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em. Em sẽ Zalo cho từng giò. Em xin cảm ơn các bác nhé.